Ra chơi với cụ Pila, úi sợ. Được dây màu hồng để mọi người nhìn mặt trước. Đây là thằng dây màu đỏ này. Đó, thằng tiếp theo là thằng đực dây màu nâu. Đây là thằng đực thứ tư là thằng dây màu đen. Hai con cái dây màu xanh này. Và dây màu tím này. Ok, đầu tiên là thằng đực dây màu hồng. Đây. Đực dây màu hồng này. Đó. Đây là để mọi người nhìn mặt trước này. Hơi thấp quá nhỉ. Đực dây màu hồng để mọi người nhìn mặt trước. Nhìn ngang người Siro Yên à. Yên, lùi lại. À, nhìn ngang người. À. Đây là thằng đực đầu tiên. Đực màu dây màu hồng. Thằng này là thằng bé nhất ở trong bọn. Nghịch nhất, bé nhất. Thằng đực thứ hai là thằng dây màu đỏ, thôi không đòi lần lượt rồi sẽ từng con ra một. Thằng đực dây màu đỏ. Thằng này thì nó là một cái thằng đực to. Đây. Để yên để quay con. Đây là thằng dây màu đỏ này. Đó. Quay hết đực luôn. Thằng đực thứ ba là thằng dây màu nâu. Thằng tiếp theo là thằng đực dây màu nâu. Đó, mọi người nhìn cái đàn này, mặt của chúng nó rất là đẹp. À, người thì vừa phải chứ không dài người. Đàn này sẽ là cái đàn mà có cái người là gọi là theo kiểu là dày ngang. À, thằng này là thằng đực dây màu nâu. Ok. Nó sợ bọn này bú hết đấy. Và thằng đực thứ tư. Đây là thằng đực thứ tư là thằng dây màu đen. Đây là mọi người nhìn mặt nhé. Hai con kia nó đang ồn quá. Dây màu đen. Đây là hai con cái này. Hai con cái dây màu xanh này. Và dây màu tím này. Đó. Mọi người nhìn mặt hai con cái này. Xanh và tím. Ồn ào chưa? Vừa nó ồn ào đuổi ra này. Cho ra cái nó yên ngay. Không còn một cái âm thanh gì khác ngoài tiếng quạt. Đó. Người hai con này. Hai con cái. Rồi. Đấy. Mẹ làm gì còn sữa đâu mà cứ nhau vào đồi vũ. Hôm nay là 52 ngày rồi. 52 ngày tuổi rồi mà vẫn cho con bú. À, ngày nào nó cũng nhảy vào nó cho con nó bú trộm một lần. Mình không cho vào thì nó sẽ nhảy vào nó cho con nó bú. Mà cho con 52 ngày rồi. Mà nó vẫn cho bú. Con đực dây màu hồng là con nhỏ nhất ở trong đàn. Nhưng mà nó nghịch lắm, con đấy thì nó nghịch. Nó nghịch quá mà. Thế cho nên mình nói là những cái con mà nó quài hơn đấy thì nó là cái con chó khung nó bé, hay nó là cái con chó nó quài là vì nó nghịch ấy, thì chỉ có người nuôi nhân giống biết thôi.
Nếu mà nó là gấu con mà chỉ ăn rồi ngủ mà con chó nó vẫn bị quài chó ấy, thì đấy là cái con khung bé. Nó vẫn nhỏ con hơn thì đấy là con khung bé ở trong cái lúc chó con này. Còn cái con ấy mà nó nghịch quá, nó nghịch nhiều nhất thì cái chuyện mà nó còi hơn không chắc là nó là con khung bé hơn đâu khi mà lớn lên. Chỉ cần tách cho nó ra thôi, mỗi con về một nhà lúc đấy theo dõi cái độ tăng cân của chúng nó, bởi vì là khi ấy là nó bị đỡ bị mất sức hơn. Khi mà mỗi con về một nhà là con chó nó sẽ tăng cân rất là nhanh. Nếu mà con chó nó về nhà mà nó tăng cân đều thì cứ yên tâm về cái khung của nó. Nó có thể cái lúc đón thì nó nhỏ hơn những cái con ở trong đàn, nhưng mà cái khung của nó thì nó không có nhỏ hơn đâu. Bọn này thì tất cả chúng nó đều rất là nhanh chó và thích hoạt động. Mấy đứa ra chỗ cụ Pila chơi đi. Cụ Pila ấy. Đàn này thì về sau là cái kiểu mặt sẽ là kiểu mặt của cụ Pila này. Mấy con sẽ là cái kiểu mặt của cụ Pila. Nhìn có ai thích cái kiểu mặt như Pila không? Bữa này nó có mưa rào bất chợt, thành ra là còn đang phải giảm ăn một tí. Mưa rào bất chợt là nó dễ phát sinh về tiêu hóa vì nhiệt độ nó giảm đột ngột. Con nào con đấy là đi ra phát là nó ra nó tìm hiểu, nó đuôi nó vạch, nó căm tít hết lên ngay. Kiểu nó gọi là nó tự tin, hưng phấn, nó đi nó tìm hiểu. Rồi Siro cứ yên đấy, cứ lượn ở khu đằng đấy thôi. Đó. Đây, cháu ra chơi với cụ. Bắt đầu lượn, chạy vòng quanh. Đàn này thì cho nó là đều rất là ưa hoạt động. Tất cả cho nó đều rất là ưa hoạt động. Không có con nào gọi là lười hoạt động cả. Khung gọng chân cẳng thì rất là khỏe. Mọi người phải biết đây là nền đá hoa nhá. Nền đá hoa nó luôn luôn nó có độ trơn một chút. Nhưng con chó nhìn cái bước đi của nó, vận động của nó vẫn rất là chắc chân. Tụ hết vào một cái góc đằng đấy, nó gặm nó nhấm cái gì. Pila, bắt đầu nó tụ vào, nó tranh cái cục đồ chơi đấy. Bắt đầu tranh cục đồ chơi, con dây đen này, dây hầm này và dây đỏ, ba con đực. À, con dây nâu đang có đồ chơi khác. Ba con này đang tranh nhau một cái món đồ này. Dây đen thì đang đi tìm nước uống rồi. Thôi Siro yên, đừng động vào tay anh. À, bây giờ bắt đầu đến đỏ và đen. Đen. Đây này, mọi người hỏi vì sao là cái chân ghế là nó bị gặm đây này. À, chân ghế bị gặm đều là do chó con hết. Chó con, những cái đợt chó con là nó chơi nó ra là nó gặm chân ghế, chứ chó to thì nó không gặm. Chó to thì bảo nó biết. Chó con thì nó ngứa răng. Dây xanh cái này. Bắt đầu cho nó bắt đầu chui vào gầm ghế cho nó chơi rồi. Đây, cái xanh và đực đỏ. Ở đàn này thì có 4 con đực là về sau chắc chắn là sẽ khung to. 4 con thì 3 con chắc chắn khung to. Đây, con dây đen này này. Dây đen này cũng rất là nghịch này. Dây đen này
Con này là con gì đây? Dây đỏ. Đúng rồi. Được đấy. Còn con dây hồng thì hiện tại bây giờ nó đang là con quậy nhất. Mình thì mình nuôi nó thì mình biết nó rất là nghịch. Nhưng mà cái việc mà nó về sau nó có khung to như là bọn cùng này hay không thì phải khi nào tách nó ra riêng thì mới biết được. Nó ra ở riêng mỗi con một nhà theo dõi cái sự tăng cân của nó. Còn con hồng thì nó rất là nghịch. Ở trong bốn con được thì cái con dây hồng là con nó nghịch nhất. Ra chơi với cụ Pila, úi sợ. Tầm này nó chơi tí thì cụ này chuồn luôn. Ra nó chơi với cụ Pila. Được dây hồng. Đàn này thì cái chất lông của nó là chất lông vừa phải, không ngắn không dài. Chất lông về sau sẽ tương đương với này lông của Pila, tương đương như thế này. Đó. Bắt đầu đầu gấu tranh cướp. Con cái xanh mà nó đầu gấu không? Nó ra nó chơi bài dọa nạt, chơi bài cướp giật đấy. Đấy, né. Con dây đỏ đấy. Thôi Pila yên để cho cháu nó chơi. Đàn này thì lịch kê là 10 ngày nữa là sẽ vào vaccine mũi 2. 10 ngày nữa sẽ vào vaccine mũi 2 thì hơn 2 tuần nữa là chủ sẽ đón. Bốn con đực và hai con cái.